Từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5, nhà sách Spyroom giảm giá 40% các đầu sách trên Shopee. Đừng quên ghé thăm và lưu ngay voucher ưu đãi các bạn nhé. Alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spyroom giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Đây là bài viết Chuyện của Đá Màu phần 1 Hổ Phách của tác giả Huyền Vũ đăng trên spyroom.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi, mình cũng bắt đầu luôn nhé. Khoảng 40 đến 25 triệu năm về trước, những cánh rừng lá kim ở khu vực Baltic châu Âu đã thành hình và không ngừng đổ mồ hôi. Nhựa từ các cây lá kim chảy tràn ra ngoài, chạy dọc thân cây. Đôi khi bắt được một vài chiếc lá hoặc con côn trùng trên đường đi của nó, rồi tạo thành những khối đặc sánh dưới gốc cây. Thời gian sau, vận động kiến tạo của vỏ trái đất và kẽ băng hà đã vùi chôn những khối nhựa này xuống lòng đất, khiến chúng hóa thạch, tạo thành một loại đá hữu cơ gọi là hổ phách. Một số loại đá hữu cơ khác có thể kể đến là ngọc trai và san hô. Không những vậy, những khối đá hổ phách này còn bị vận động kiến tạo đẩy trôi ra bờ biển Baltic, một số dạt ra hẳn ngoài khơi xa. Những con người đầu tiên của thời kỳ đồ đá nhanh chóng phát hiện ra hổ phách. Vẻ đẹp kỳ ảo của nó khiến họ nghĩ rằng nó là một loại đá đến từ mặt trời, do thần linh ban tặng. Họ dùng chúng để làm trang sức và cầu nguyện. Hổ phách, theo đó, được ưa chuộng ngay từ thuở sơ khai của nền văn minh nhân loại. Người Assyrians, người Ai Cập, người Etruscans, người Phoenicians, người Hy Lạp và nhiều tộc người khác xem nó như một loài sản vật vô cùng đáng quý và có giá trị cao. Một số cổ vật được làm từ hổ phách được các nhà khảo cổ ước tính là xuất hiện từ những năm 5000 trước công nguyên. Trong khoảng 5 năm, từ năm 1895 đến năm 1900, có khoảng 1 triệu ký hổ phách Baltic được dùng để sản xuất trang sức. Và đến thập niên năm 1920, so sánh với những loại đá quý khác thì hổ phách đứng thứ hai về số lượng nhập khẩu vào thị trường Mỹ, chỉ sau kim cương. Hổ phách, nơi lưu trữ ký ức sinh giới. Có nhiều lý do khiến hổ phách được ưa chuộng như vậy. Nhìn một mẫu hổ phách đích thực, ta thấy như đang nhìn vào một bảo tàng thu nhỏ của thời gian, được làm ra bởi mẹ thiên nhiên. Theo Patty C. Rice, tác giả của cuốn Amber, The Golden Gem of the Ages, thì có hơn 1000 loài côn trùng và giáp xác vốn đã tuyệt chủng được tìm thấy trong hổ phách. Việc nghiên cứu những chiếc lá, cành cây hay mảnh thực vật hóa thạch trong hổ phách cũng góp phần quan trọng trong việc xác định tiền thân của những loài thực vật trong thời hiện đại mà ta sống. Đó là chưa kể có cả những cây con và hoa nằm trong hổ phách nữa. Quan trọng nhất là hổ phách giúp những nhà cổ sinh vật học tái hiện lại cuộc sống trên trái đất ở những giai đoạn nguyên thủy nhất. Hổ phách, vì lẽ đó, có thể xem là nơi lưu trữ ký ức của địa cầu và sinh giới. Hổ phách và lịch sử nhân loại. Không chỉ vậy, hổ phách còn phản ánh lịch sử loài người nữa. Không có một loại đá màu nào khác gắn bó mật thiết với những thành suy của từng đế chế, tộc người trong quá khứ như hổ phách. Hổ phách Baltic là cột trụ của thương mại châu Âu và khu vực Địa Trung Hải vào khoảng 3.200 năm trước công nguyên. Nó được tìm thấy trong các lăng mộ của các pharaoh Ai Cập và những nhà truyền giáo Stonehenge. Có lẽ nó được chôn với kỳ vọng là người chết sẽ có tài sản để dùng ở thế giới sau cái chết. Hổ phách cũng khơi mào cho nhiều cuộc tìm kiếm, chinh phạt suốt hàng nghìn năm lịch sử. Người Phoenician đã thực hiện những chuyến hải hành đến Bắc Âu nhằm tìm cách sở hữu hổ phách từ chính cái nguồn nguyên thủy nhất của nó. Lúc bấy giờ, hổ phách được xem là vàng của phương Bắc. Sau này, đế chế La Mã còn tiến xa hơn, gửi quân đội xâm chiếm những khu vực sản xuất và mua bán hổ phách. Gaius Plinius Secundus đã ghi nhận rằng dưới thời hoàng đế Nero, thời hổ phách được săn lùng nhiều nhất. Giá trị của một bức tượng hổ phách nhỏ thậm chí cao hơn mạng sống của một người nô lệ khỏe mạnh. Sự si mê dành cho hổ phách tồn tại cả trong tôn giáo. Hổ phách không màu, trong suốt được xem là vật liệu quý giá nhất để làm hạt cho chuỗi mân côi vào thời Trung Cổ.
Việc kinh doanh hạt mân côi làm từ hổ phách thu lợi lớn đến những dòng dõi hiệp sĩ, quý tộc giành độc quyền kiểm soát loại đá này. Đến năm 1400 thì việc sở hữu và buôn bán hổ phách thô vẫn còn bị cấm ở nhiều nơi thuộc châu Âu. Hổ phách trên thị trường đá quý. Người aficionado chia hổ phách thành hai loại chính, trong và đục. Loại hổ phách trong bóng láng và rất được ưa chuộng, dạng hạt của nó rất được ưa chuộng ở Mỹ. Loại đục thì thường trông giống như là mật ong, được quan tâm nhiều hơn ở châu Âu và Bắc Phi, nhất là những nước thuộc Ả Rập Xê Út. Nếu Myanmar là thánh địa của hồng ngọc ruby thì Baltic là thánh địa của hổ phách. Đây là nơi được cho là có nguồn hổ phách chất lượng nhất thế giới. Tuy nhiên, những người sành sỏi lại nói nhiều nhất về loại hổ phách màu nâu đỏ của Myanmar với vẻ ngưỡng mộ vì độ cứng của nó. 3 điểm trên thân Mars. Trong khi đó, độ cứng của hổ phách Baltic thường chỉ từ 1,5 đến 2,5 điểm trên thân Mars mà thôi. Hổ phách vùi trong đất càng lâu thì càng cứng. Bù lại cho sự thiếu hụt về độ cứng thì hổ phách Baltic có màu sắc rất phong phú, với 250 sắc thái khác nhau, bao gồm cả những mẫu màu xanh dương và xanh lá rất hiếm từ Sicily. Ngày nay, khi mua bán hổ phách, chỉ cần nói xuất xứ Baltic là sẽ được giá hơn rất nhiều. Hổ phách vùng này có chứa axit succinic hay còn được gọi là succinite. Loại hổ phách không chứa axit succinic thì được gọi là retinite. Người không chuyên không thể nào phân biệt được succinic và retinite. Bên cạnh đó cũng rất khó phân biệt hổ phách với những loại đá tự nhiên giống nó, nhất là đá copal. Đá copal được tạo ra ở những cánh rừng châu Phi với niên đại khoảng 1.000 năm tuổi. Không chỉ giống hổ phách về màu sắc, đá copal còn chứa lá cây và cả côn trùng nữa. Cách phân biệt đá copal với hổ phách là nhỏ một hoặc hai giọt ET trên mặt đá. Nếu là copal, chỗ bị nhỏ ET sẽ trở nên nhớt và dính. ET chỉ có thể giúp phân biệt hổ phách với đá copal, chứ không thể giúp kiểm định hổ phách thật và giả. Những loại hổ phách giả làm từ các chất liệu nhựa tổng hợp như cellulose, bakelite, bernite, polystyrene và polyvinyl đã tạo ra không ít vấn đề về kiểm định hổ phách từ cuối thế kỷ 19. May thay, kiểm tra điểm nóng, hot point testing, có thể giúp xác định những loại làm giả này. Còn một loại kiểm định khó hơn nữa là loại hổ phách nén hay tái cấu trúc. Đó là hổ phách tổng hợp gồm những mảnh hổ phách tự nhiên, vụn vặt được ghép lại hoặc được cấy thêm côn trùng vào bên trong. Đó là chưa kể, ngay cả những viên hổ phách tự nhiên nhất cũng thường được mang xử lý sao cho trông hơn, sẫm màu hơn hoặc cứng hơn. Điều này khiến cho loại đá màu được ưa chuộng ngày nay trở thành một đống hổ lốn những thượng vàng hạ cám giả mạo tràn lan. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài viết này, và nếu như các bạn thích video lần này thì đừng quên like, share và subscribe video của chúng mình. Cũng như nếu như các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiron.com để tìm đọc thêm. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.